Quốc Hùng xin chào tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em lại lên cho tất cả bác một cái đôi loa rất là khủng nữa của Nhật. Đôi này thì là đôi Yamaha nha bác, đôi Yamaha. Một cái đôi full 40 và một chiếc kèm cực kỳ là khủng. Dành cho tất cả bác karaoke hoặc là kết hợp nghe nhạc trên đỉnh ở không gian lớn nha. Không gian 5-60m2. Thì lo nó sẽ sử dụng một bát 40 và một chiếc họng kèn. Kèn này là kèn họng nhôm nha bác, họng nhôm cực kỳ là to và rất là khủng luôn. Đấy. Đấy, chép này thì nó tiếng cực kỳ là hay luôn bác. Đặc biệt tiếng chép này. Chép này nó rất là nhuyễn và cũng như là cực kỳ là chi tiết, tiếng rất sáng luôn. Nghe là phê rồi. Đấy, cái đã nhìn họng kèn như thế này là có thấy rồi. Đó. Rồi, ok bác ơi, em sẽ đi vào chi tiết cho các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ quay cho các bác xem họng kèn, tiếng loa và loa thì em đã thắt sẵn hết ra cho các bác. Rồi sau đó là xem phân tâm và cũng như là về thùng quách của cái cặp loa này. Loa này là loa Yamaha S4115H23 nha bác nhé. Đây là một trong những cái model mà cực kỳ là chất lượng về chất âm cũng như và cái độ hay của cái đồ lo này. Đấy. Lo bát nó này, bát nó là bát 40 găng vải tấm dầu, xương là xương nhôm nha bác nhé, xương nhôm. Đấy, các bác nhìn này. Nhìn cái lo bát thì các bác thấy này, các tuyến giống như tinh tơ bác, giống như tơ nhện, nó còn bóng long lanh như thế này, các bác thấy nó đi đường như thế nào. Đây này bác này, các bác nhìn quay rõ cho bác xem nha. Đấy, nó còn rất là mới, cực kỳ là mới luôn nha. Đấy. Đấy, quá mới luôn nha bác nha. Bác 40 đấy, không một tì vết, rất là đẹp luôn. Đấy. Nguyên bản nha bác, nguyên bản bên này cũng thế nha, đó nhìn đó. Cái tiếng giống như sợi tơ nó đi đấy, trên cái màng lo nha. Rồi đó là cái màng lo. Còn về cái nhận lo và cố lo thì bao nhiêu nghiêm bán hết cho tất cả bác, nói chung là tất cả nghiêm bán hết nha. Mình bấm xuống cho bác xem này. Đấy, từ đó là từ 190. Đấy. Đó nhìn này. À sexy nó, Yamaha này. À 8 ohm này. Sexy nó có thân. Quá gầy gốm. Xương từ nhôm đúc nha. Đấy. Bên này cũng thế nha bác. Trên màn thì có in dập số hết nha bác nhé. Đấy, các bác nhìn. Rất là mới nhé. Đây, Yamaha. Từ sexy 7 màu, long lanh. Còn cực kỳ là mới và đẹp. Còn với cái chiếc kèn. Đây là chiếc kèn của nó nha. Chiếc kèn của nó đây. Đấy, rất là to và khủng này. Đó, nhìn này nó cực kỳ là mới và chất lượng luôn nha. Đó. Em sẽ đo về cái họng kèn này cho bác xem nha. Cái họng kèn này thì nó sẽ có chiều cao như thế này. Chiều cao từ cái mặt trước cho đến là cái cũ lo là 36 nha. Đấy, rất là cao nha, 36 nha. Và chiều rộng của họng kèn là 57 nha. Chiều rộng của họng kèn là 57 nha đó nha. Đấy. Và chiều cao của họng kèn. Chiều cao của họng kèn là nó 14 nha. 14. Đấy, các bác thấy một cặp kèn mà rất là khủng, cực kỳ là khủng, khủng bố luôn bác, quá chắc luôn, chất lượng nha bác nhé. Đó là về cái họng kèn, chép kèn và cái lo bát, họng chép kèn và lo bát nhé. Bây giờ em sẽ đi vào cái phân tâm và cũng như là thùng quách cho bác xem. Đây, phía trong là cái phân tâm.
phía trong là cái phân tầng nha bác nhé. Nó hơi tối nha bác, hơi tối. Để em quay cho bác xem. Đó, phân tầng nó là tủ nhôm nha, tủ nhôm. Đấy, phân tầng cực kỳ là chắc luôn. Đấy, tủ nhôm. Phân tầng rất là to, tủ cực kỳ là to luôn nha bác nhé. Dòng này rất là hay. Thùng quát thì có thể là nó làm cực kỳ là chắc chắn với thiết kế là tất cả các thanh trống này, rất là dày dặn và thùng như là thùng ma trận luôn quát. Cực kỳ là dày dặn chắc. Đây là phía cái phần lò bát. Lò bát thì nó sẽ bách từ bên trong ra và mút tiêu âm luôn. Có thể là mút tiêu âm còn nguyên bán hết nha, rất đẹp nha. Để canh của nó nha, canh của lò bát nha bác, canh là mình lưới đấy. Logo Yamaha mới tinh, lỗ thông hơi ở đây, ở phía dưới đây hai lỗ thông hơi đó. Đó là về cái phân tầng và phía bên trong. Còn về lo thì các bác thấy là tất cả các góc kèo nó là còn nguyên bản và thùng vách nó là cực kỳ là đẹp, không cắn mốt, không bỡ nữa nha bác nhé. Thùng nó là thùng gỗ này, gỗ ép này, được bọc một lớp da sàng bên ngoài này, sàng bên ngoài. Nói chung là lo này là không trời xước một tí nào luôn và cực kỳ là đẹp từ góc cạnh nha bác. Đấy, cực kỳ là đẹp từ góc cạnh nha, từ trước ra sau luôn. Rồi các bác thấy này. Lo Yamaha này S415H25 mã này. Công suất nó là từ 120W cho đến là 480W nha. Thì với công suất này thì các tìm những con đói tầm 500W đổ lại là đánh 500W đổ lại một kênh là đánh rất là thoải mái rồi, là dư sức luôn rồi đó nha. 8 ohm. Ở sau thì chúng ta sẽ có volume chỉnh tăng giảm dây cao, dây chép để hàng sản xuất tại Made in Japan. Đường tín hiệu đầu vào đó thì nó sẽ gồm 6 ly và đường Nuchit. Đó là phía sau. Tất cả còn rất đẹp, long lanh luôn. Rồi. Đó là đôi Yamaha. Em sẽ đo về cái thùng, đo về cái kích thước của thùng nhé. Thùng này thì chiều cao nó sẽ là 82, chiều cao là 82 nha. Chiều cao là 82, chiều rộng là 62 và chiều sâu là 45. Chiều sâu là 45, rộng 62 và cao là 82 nha bác nhé. Rồi ok, thì giá của đôi này thì nó khá là tốt cho cả bác để các bác chơi. Thì giá thị trường đôi này thì tầm đó là 78 triệu. Thì em sẽ để cho cả bác giá đôi này với mức giá là 15.500.000 nha bác nha. 15.500.000. Nếu bác nào cũng mua hàng thì liên hệ cho Quốc Hùng nha. 15.500.000 đôi lò Yamaha bát 40 rất là khủng, chiếc kèo không ra như thế này. Đấy, giá này thì cực kỳ là tốt rồi nha bác. Các bác vui lòng không trả giá nha. Rồi có bác có tài giá thì em trả bán cái đùi này với mức giá thấp hơn 15.500.000 rồi. Đấy. Rồi mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong phòng qua số nội trên tấm biển màn hình, kết bạn Zalo, Facebook qua số đùi 707 nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.